Mọi người nha, mình vừa khui kiện cây Yamaha Clavinova. Một cái mẫu này rất là quen thuộc với anh em luôn. Giá rất là rẻ, nhưng mà cái dòng này âm thanh rất là hay ha. Tích hợp các chức năng đầy đủ hết, kết nối điện thoại, tai nghe đầy đủ nha. Đèn rất là đẹp nha anh em nha. Giá rẻ phải chăng, tại Biên Hòa Đồng Nai nha. Kho đèn của mình đầy đủ nha anh em. Đây là showroom thôi, còn kho thì vài trăm cây bình thường nha anh em. Cơ đồ đầy đủ hết, cơ giá tầm khoảng 18 triệu là có rồi. Đèn nhật đầy đủ nha. Rồi, chào cả nhà.